Tuyết Nhà xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Thưa quý vị, ngày hôm nay rất hân hạnh cho cá nhân Tuyết Nhà cũng như là của đài IBC TV đã mời đến với đài với tất cả quý khán thính giả một vị đến từ IRS. Đây là một chương trình đặc biệt để có thể tư vấn cho quý vị một số những câu hỏi cũng như là những thắc mắc, những điều mà quý vị đang quan tâm về vấn đề về thuế cũng như IRS. Đó chính là cô Tố Tâm Phạm. Tuyết Nhà xin chào chị Tố Tâm. Dạ. Chào Tuyết Nhà. Xin chào toàn thể quý vị. Tôi tên là Tố Tâm. Tôi đến từ Sở Thuế Liên bang IRS. Rất vui khi được đến đây để được trò chuyện cùng quý vị. Cảm ơn Tuyết Nha và đài IBC TV đã mời mình đến đây. Để biết là mặc dù có rất là nhiều những cái công việc ở sở làm đang đê đê này kia, nhưng mà Tố Tâm vẫn để thời gian đến với đài IBC, cũng là một cái thuận duyên mà chúng tôi gặp được trong một cái resource fair trước đây được tổ chức tại chùa Điều Ngự, cho nên là đã lập tức mời cô liền, thưa quý vị, để sắp xếp thời gian đến với đài. Nhưng mà mãi cho đến bây giờ thì mới có được cái cơ hội này. Thì xin cô Tố Tâm có thể chia sẻ cho quý khán giả của đài cũng như Tuyết Nhà được biết là cái công việc của mình tại IRS là như thế nào và phục vụ cộng đồng ra sao? Dạ, thì trước khi bắt đầu thì tôi muốn giới thiệu một chút về bản thân mình. Tôi làm việc cho IRS được hơn 5 năm. Tôi đến với IRS với chức vụ xét thuế liên bang. Vâng. Và bây giờ việc làm của tôi là kết nối giữa IRS và người dân. Dạ. Và như vậy thì cái công việc mà kết nối nó cụ thể hơn là gì á vậy nhỉ? Kết nối nghĩa là mình sẽ, thì người dân sẽ có nhiều câu hỏi về IRS, nhiều thắc mắc, và việc làm của tôi trong đây là mình sẽ loan truyền những cái thông tin mà liên quan đến IRS để người dân hiểu rõ hơn về IRS. Vậy thì trong lần trước mà gặp nhau đó thì tôi nhớ là chúng ta có nói về một cái tuần lễ về thương mại quốc gia. Thì không biết là tuần lễ đó đã diễn ra như thế nào, hay là kết quả ra sao, hay là có kế hoạch hay như thế nào không, có thể chia sẻ cho quý khán giả. Thì tuần này nó sẽ gọi là National Business Week, nghĩa là tuần lễ doanh nghiệp nhỏ quốc gia. Vâng. Thì trước hết mình sẽ giới thiệu về Stakeholder Liaison cho IRS trước. Mình nói sơ về cái việc làm của mình trong IRS trước, và sau đó mình sẽ nói về National Business Week hôm nay. Vâng. Và thì để nói sơ cho quý vị biết việc làm của Tâm làm gì ở trong IRS, không phải ai cũng biết bộ phận nhỏ nhỏ này của Stakeholder Liaison nha. Bộ phận này thì đã có ở trong IRS rất là lâu rồi, nhưng mà nó chưa có được lan truyền nhiều. Thì đây là cũng là một cơ hội để mình lan truyền là ở trong IRS có một cái bộ phận nó gọi là Stakeholder Liaison. IRS Stakeholder Liaison, chúng tôi nối kết và duy trì mối quan hệ mang lại lợi ích cho quý vị và tổ chức của quý vị. Lợi ích của quý vị là mối quan hệ này mình sẽ nói về và thảo luận những vấn đề. Quý vị có thể gửi những câu hỏi trực tiếp đến tôi hoặc là tới email của tôi để mà được trả lời trong vòng nhanh nhất. Mà bất cứ về vấn đề gì về IRS luôn hay sao? Về vấn đề gì về IRS, nhưng mà nếu mà mình phải làm partner trước. Làm partner bằng cách nào? Thì mình có thể hay là như thế nào gọi là partner? Giống như là Tâm với lại IBC TV là partner rồi. Thì bây giờ đại có thể email Tâm directly để hỏi any câu hỏi. Dạ vâng. Và ngoài ra thì nếu như mà những người dân, thí dụ giống như mình đài với nhau hoặc là mình có thể partner với nhau đó thì nó dễ, còn giống như người dân làm sao họ biết để mà họ có thể liên lạc với một người liaison như vậy để họ có thể đặt câu hỏi nhỉ? Thì ở trên irs.gov nó có một cái trang, ở trên irs.gov thì nó sẽ có một cái trang về stakeholder liaison của mỗi tiểu bang. Mỗi tiểu bang sẽ có một người representative để mà có thể email, có thể gọi phone. Như vậy thì thường giống như, cái này là cá nhân của nhà hỏi thôi nha. Giống như mình nghe tới IRS là nghe tới thuế thì cứ income tax return mỗi năm, rồi thứ tháng 1, tháng 2 là busy month này kia vậy. Rồi ngoài ra the rest of the year, một năm thì sẽ làm những gì nhỉ?
mình review lại hồ sơ thuế của người dân, hay là mình làm những cái dịch ở IRS, có những cái hay là làm những cái dịch vụ nào khác, hay có những cái service nào nữa cho người dân ngoài ngoài việc file những cái income tax hay là review những cái tax income? Thì bộ phận của Tâm là một phận nhỏ trong IRS để mà giúp người dân thì trả lời những câu hỏi này. Dạ, nếu mà mình có bị audit hoặc là cái gì thì ở trong IRS á, thì có nhiều bộ phận để giúp người dân lắm. Wow. Cho nên bộ phận của Tâm ở đây cũng là muốn chỉ cho mọi người những bộ phận nhỏ trong IRS để mà quý vị có thể tới để mà tham khảo thêm. Dạ. Kính thưa quý vị, có nghĩa rằng là IRS có rất là nhiều những cái department khác nhau, những cái lĩnh vực khác nhau mà họ đang quan tâm và giúp đỡ cho mọi người. Và trong đó cái công việc của Tố Tâm ngày hôm nay là kết nối cộng đồng giữa người dân với lại IRS để truyền đạt những cái thông tin mà từ IRS muốn truyền tải cho người dân, và cũng như là đáp trả những cái trả lời những cái câu hỏi của người dân dành cho IRS. Đúng rồi. Thì để kết nối với stakeholder liaison, bạn sẽ có một người bạn để mà bạn có thể hỏi, hỗ trợ những thông tin cần thiết. Vâng. Để tiếp cận tất cả những cái thông tin nào mà họ cần hỏi liên quan tới IRS. Yep, đúng rồi. Rồi hiện nay giống như người ta muốn tìm hiểu thêm về IRS hay những cái departments, những cái bộ phận liên quan, thì có những cái social media nào hay không? Dạ đúng rồi, thì IRS hiện chúng tôi có tài khoản Twitter, Facebook và tài khoản khác có thể giúp bạn truy cập thông tin nhanh nhất và mới nhất của IRS. Mình chỉ cần lên mình bấm IRS là ra hay là phải bấm như thế nào? Mình sẽ lên mình ấm IRS.gov. Cái đó là cái main page của IRS. Và sau khi mình vô đó thì nó sẽ có nhiều cái thông tin ở trên đó lắm. Thường giống như ở trong cộng đồng Việt Nam vậy, mình có những cái thông tin về tiếng Việt hay không, hay là mình phải tất cả bằng tiếng Anh? Thì bây giờ những cái ngôn ngữ đa số là tiếng Anh trước, và cũng có tiếng Spanish nhiều lắm rồi, rất là ít tiếng Việt. Nhưng mà IRS đang triển khai nhiều tiếng Việt hơn. Nếu mà quý vị cần tiếng Việt thì quý vị có thể lên đó request và IRS có thể đưa. Quý vị biết là hình như là trong IRS có rất là nhiều ngôn ngữ khác nhau đúng không? Thì kính thưa quý vị, trong khi mà mời được Tố Tâm lên đây đó, thì rất là nhiều những cái chương trình về thuế mà tôi nhận tin là quý vị cũng rất là quan tâm. Nếu mà quý vị có những cái câu hỏi gì thì cứ vui lòng liên lạc về đài IBCTV, gửi câu hỏi đến cho chúng tôi có thể trình bày đến quý khán thính giả, để Tuyên Nhà có thể chuyển tới cho Tố Tâm và Tố Tâm có thể tư vấn cho quý vị, để cho quý vị tự tin hơn về vấn đề khi mà đi khai thuế hay là tìm hiểu những cái vấn đề về thuế. Và bây giờ ngoài những cái việc như thế này thì Tố Tâm muốn giới thiệu gì thêm về IRS không, trước khi chúng ta đi tới cái National Business Week? Chắc đủ rồi. Chắc là mời Tâm giới thiệu thêm cái National Business Week cho mọi người được biết như thế nào. Ok, tiếp tục với National Small Business Week, tuần lễ doanh nghiệp nhỏ quốc gia được tổ chức hàng năm. Tuần lễ doanh nghiệp nhỏ quốc gia cho phép IRS hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ của mình. Các doanh nghiệp nhỏ đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế quốc gia, và IRS có sẵn nhiều công cụ khác nhau để giúp người sử dụng đáp ứng trách nhiệm về thuế cũng như trợ giúp nhân viên của họ. Dạ vâng, như vậy thì cái tuần lễ đó đã tổ chức hay chưa? Tuần này là tuần National Business Week. Là tuần luôn. Và như vậy thì nghĩa là họ sẽ tham gia bằng cách nào ta? Tức là nghĩa là IRS sẽ có nhiều thông điệp tới với business để nói là nhiều phần khác nhau, bao gồm như là mình bắt đầu kinh doanh như thế nào, và hỗ trợ giống như là cơ cấu doanh nghiệp, hoặc là mình có thể go online irs.gov để mà người ta đưa nhiều thông tin đến cách nào để mà bắt đầu một cái business. Tức là bên IRS họ sẽ hướng dẫn từ từ cái first step luôn á. Đúng rồi. Để mà hình thành nên một cái small business. Đúng rồi. Để cho những người thí dụ giống như tôi nhà muốn mở một cái business đi, không biết bắt đầu từ đâu, thì IRS sẽ hướng dẫn là từng bước để mình thành lập một cái doanh nghiệp nhỏ như thế nào để kinh doanh tại Hoa Kỳ. Tại Hoa Kỳ luôn hay tại California only? Tại Hoa Kỳ luôn. Ok.
Cái đó rất là hay á. Tại vì nhiều người muốn mở một cái business mà không biết làm gì bây giờ nữa, không biết bắt đầu từ đâu luôn. Đúng rồi, cái đó nhiều giấy tờ lắm. Như vậy thì họ sẽ tổ chức thành một cái fair public hay là trên online only vậy? Có nhiều, rất là nhiều fair, rất là nhiều public. Một tuần này là nhiều người sẽ bắt đầu những cái webinars hoặc là cái những cái fair cũng fair có nhiều. Nhưng mà chưa có tiếng Việt thôi. Không sao, tại vì mình kinh doanh ở Hoa Kỳ thì chắc chắn là phải là tiếng tiếng Anh trước rồi đúng không? Mời Tâm tiếp tục chia sẻ cho quý khán giả. Và tiếp theo đó là mình sẽ có những mình cách nếu mà mình muốn mình muốn đóng cái business đó thì người ta cũng sẽ chỉ cho mình cách để mà mình đóng cái business đó. Cái này quan trọng này, tại vì tất nhiên có một người quen muốn đóng cái business nhưng mà cả một năm rồi vẫn chưa có đóng được, vẫn chưa có đóng, rồi cứ mỗi năm cũng phải kê khai thuế nhưng mà không có buôn bán gì hết trơn cả. Cho nên là cái đó cũng là cái hay á, tại vì cũng bị stuck, giống như mình mở xong rồi bây giờ muốn đóng không biết làm sao luôn. Khi mở thì cũng rất là vất vả, mà khi đóng á thì cũng chưa biết là như thế nào. Cho nên là như vậy mình sẽ liên lạc lên để mình được giúp hay sao? Đúng. Hoặc là mình có IRS có một cái gọi là ấn bản 5801 thì ở trong cái tờ giấy đó sẽ chỉ cho mình cách cách mở business như thế nào và đóng như thế nào ở trong đó, một tờ giấy thôi. Sau Tâm có thể đưa cái này cho đài để mà đài post. Cho anh xin cái đó, bởi vì đúng là có trường hợp đó đang cần giúp luôn đó. Cần đóng cái business mặc dù là một năm hơn rồi không có làm, không có buôn bán, không có bất cứ cái transaction nào cả. Nhưng mà vẫn cứ để đó thì mỗi năm là phải đóng thuế. Cứ đóng thuế tại vì nó vẫn còn thì vẫn phải cứ đóng thuế. Nhưng mà họ không có làm ăn nữa. Cho nên muốn hỏi mà hôm rày vẫn chưa có cơ hội để hỏi. Bây giờ sẵn có dịp luôn hỏi. Thì tới nhà được biết là về cái vấn đề mà thuế thôi, nhưng mà bây giờ nói về cái ấn phẩm thì những cái ấn phẩm đó nghĩa là sao ta? Tại sao gọi là nó có những cái tờ giấy đó là những cái những cái ấn phẩm đó tiếng Mỹ là publication, nghĩa là khi mà IRS đưa ra một cái luật gì đó thì người ta sẽ làm cái ấn phẩm đó chuyên gia để mà cho người dân biết cách cách làm như thế nào. Và kính thưa quý vị, chương trình xin tạm dừng trong một vài giây lát để gửi đến quý khán thính giả phần bảo trợ thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 2 để gửi đến quý vị một số những vấn đề liên quan tới thuế và chủ sở hữu xe điện. Xin mời quý vị đón xem.